Năm 2019, Ban Thường vụ huyện ủy Crong Bách đã ban hành chương trình tiết kiệm làm theo lời bác để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, sau 4 năm hoạt động, chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên. Sau khi Ban Thường vụ huyện ủy phát động 100% chi bộ đảng viên trong huyện hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, cùng với việc phát động vận động xây dựng quỹ, huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của quỹ đến toàn thể cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Để nguồn quỹ được quản lý chặt chẽ, minh bạch, huyện ủy đã thành lập ban điều hành quản lý sử dụng quỹ, có quy chế sử dụng cụ thể. Đối tượng thụ hưởng được cơ sở bình xét công khai rõ ràng trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo ở các xã vùng 2, vùng 3, sau đó là những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mô hình sản xuất, mức hỗ trợ mỗi trường hợp là 10 triệu đồng. Các tri bộ ở những thôn buôn có đối tượng được trao kinh phí hỗ trợ, chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi mục đích hiệu quả sử dụng vốn của các gia đình. Đến nay, Quỹ Tiết Kiệm làm theo lời bác của huyện đã huy động được 1,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ giúp đỡ cho 144 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.